Các bạn nào ở đây là một iPhone chính hiệu và đã có cho mình gần như là đầy đủ các phụ kiện của nhà Apple từ MacBook, iPhone, iPad và đang phân vân là không biết có nên mua nốt một chiếc Apple Watch hay không? Thì các bạn hãy xem hết video này, các bạn sẽ quyết định được ngay thôi. Apple Watch là một trong những thiết bị smartwatch dẫn đầu trên thị trường hiện tại và nó sẽ càng tuyệt vời hơn khi các bạn có thể tận dụng được triệt để hệ sinh thái nhà Apple. Và bên cạnh lý do đó thì trong video ngày hôm nay mình sẽ liệt kê cho các bạn 8 lý do các bạn rất là nên mua cho mình một chiếc Apple Watch. Và ok, bắt đầu video nhé. Mình nghĩ là trong số những cái bạn mà lựa chọn mua Apple Watch thì đa phần là do các bạn yêu thích cái thiết kế của Apple Watch đúng không? Mặc dù hiện nay có rất là nhiều những chiếc smartwatch khác nhau trên thị trường với vô vàn những kiểu thiết kế khác nhau, thế nhưng mà nói đến cái mặt đồng hồ vuông bo tròn các góc thì người ta lại nghĩ ngay đến Apple Watch. Nó đặc trưng tới mức mà hiện tại nếu mà có một chiếc smartwatch nào được ra mắt với kiểu thiết kế mặt vuông bo tròn các góc như thế này thì chắc chắn là chiếc đồng hồ đó sẽ bị đem so sánh với Apple Watch. Nói như vậy để các bạn có thể hiểu được cái thiết kế của Apple Watch đã in đậm dấu ấn của mình trong mắt người dùng như thế nào. Và đó cũng là một trong những lý do các bạn rất là nên mua cho mình một chiếc Apple Watch. Ngoài các chức năng của một chiếc đồng hồ thông minh ra thì Apple Watch còn được biết đến như là một món phụ kiện thời trang vô cùng sang trọng. Chính vì thế nên là Apple ngày càng đầu tư thời gian, công sức của mình để có thể cải tiến được độ mỏng nhẹ, hiện đại hơn thông qua các phiên bản. Khi mà các bạn đeo Apple Watch vào tay thì nó sẽ rất là sang trọng và nó cũng sẽ tôn lên được cái sự giàu có của người đeo. Khi mà các bạn đeo Apple Watch ra đường thì chắc chắn là sẽ có người lén nhìn vào cái cổ tay của các bạn. Giống như mình khi mà mình ra đường mình thấy ai đeo Apple Watch thì mình cũng sẽ ngước nhìn họ và mình sẽ cảm thán là người này chắc là phải dư giả mới có thể sắm cho mình một chiếc Apple Watch. Một trong những cái điểm nổi bật nhất ở phần thiết kế của Apple Watch đó chính là cái mặt kính và màn hình cực kỳ sắc nét. Apple Watch thường sở hữu mặt kính cường lực cũng như là mặt kính sapphire có độ cứng cao, hạn chế chảy xước khi mà các bạn va chạm mạnh. Và bên cạnh đó thì công nghệ màn hình là OLED trên Apple Watch cũng sẽ đem lại một cái khả năng hiển thị màu sắc cực kỳ chân thật, giúp người dùng có thể có một cái góc nhìn rộng rãi cũng như là màu sắc có độ tương phản cao và đặc biệt là nhìn rất là rõ ngoài trời nắng luôn nha. Ngoài ra thì màn hình của hầu hết các dòng Apple Watch còn được trang bị tính năng Always On Display và nó sẽ giúp hiển thị các thông tin hữu ích như là đồng hồ nè, lịch thông báo và nó bao gồm những cái thông báo như là tin nhắn, cuộc gọi nhỏ cũng như là ứng dụng. Và kể cả khi màn hình chính tắt đi thì các bạn cũng có thể theo dõi được mọi lúc mọi nơi, vô cùng là tiện lợi. Thêm một cái ưu điểm cực kỳ lớn khiến nhiều người thích thiết kế của Apple Watch đó là vì các dòng Apple Watch luôn được ra mắt với rất là nhiều màu sắc khác nhau. Đi kèm với đó là nhiều phiên bản khung viền, dây đeo và cả kích thước nữa. Và đây cũng là một trong những cái điểm mà mình cực kỳ thích ở cái thương hiệu này, tại vì thiết kế của Apple Watch thì rất là dễ đeo và thiết kế này thì nó sẽ phù hợp với mọi đối tượng người dùng khác nhau, từ già, trẻ, gái, trai, bất kể ai cũng có thể đeo được. Và thêm một cái lợi nữa của cái kiểu thiết kế như Apple Watch đó là đối với các hãng khác trên thị trường thì họ sẽ ra mắt những cái phiên bản từ rẻ cho đến mắc, và những cái thiết kế của những cái phiên bản này sẽ có sự phân biệt rạch ròi khiến cho chúng ta nhìn vào là chúng ta biết đâu là bản rẻ tiền và đâu là bản đắt tiền. Thế nhưng Apple Watch lại là một ngoại lệ. Trừ cái phiên bản Apple Watch Ultra có thiết kế khác biệt ra thì từ cái phiên bản Series 3 cho tới hiện tại là Series 8 dường như là thiết kế không có thay đổi nào quá lớn, nên là dù các bạn có đang đeo cái bản rẻ tiền như là Series 3 hay là Series 4 thì các bạn ra đường cũng chẳng ai biết bạn đang đeo bản nào cả. Nhiều khi là người ta cũng nghĩ là các bạn đang đeo Series 6 hay là Series 7 luôn á. Lý do thứ hai khiến cho Apple Watch trở nên cực kỳ tiện lợi và các bạn rất là nên mua Apple Watch đó là các bạn chỉ cần một chiếc Apple Watch trên cổ tay thôi là đã có thể giúp các bạn nhận được thông báo cũng như là trả lời thông báo ngay trên Apple Watch mà không cần đến điện thoại luôn. Khi có thông báo tới thì đồng hồ sẽ rung lên để các bạn có thể biết được và các bạn có thể đọc nhanh ở trên này và có thể trả lời tin nhắn nhanh bằng cách là thả icon nè. Câu trả lời có sẵn đối với những cái ứng dụng như là tin nhắn hoặc là Messenger. Chúng ta còn có thể trả lời bằng giọng nói. Khi đi xe mà không tiện trả lời bằng điện thoại thì các bạn có thể bấm cái phần giọng nói để trả lời một cách tiện lợi và nhanh chóng. Và ngoài ra nếu mà các bạn thấy bật chuông phiền á thì các bạn cũng có thể tắt cái tiếng cảnh báo đi, hoặc là các bạn có thể chọn cái chế độ rung nhẹ. Với cái tính năng này thì Apple Watch sẽ cho phép bạn dễ dàng cập nhật những gì đang diễn ra mà không bị phân tâm một xíu nào hết. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể điều chỉnh lại cái lượng thông báo nhận được bằng cách vào cái phần thông báo nè, sau đó các bạn sẽ tắt bớt những cái app mà không cần thiết đi là xong. Bên cạnh cái việc giúp các bạn nhận thông báo, trả lời tin nhắn nhanh ra thì Apple Watch còn cực kỳ tiện lợi ở điểm đó là em nó có thể giúp các bạn nghe gọi trực tiếp ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào mà các bạn muốn, thậm chí là chả cần đến điện thoại luôn. Đặc biệt nếu các bạn bỏ thêm 1 đến 2 triệu ra để sở hữu thêm cái phiên bản có tích hợp eSIM á thì lại càng tiện lợi hơn nữa.
Các bạn có thể dùng đồng hồ độc lập với điện thoại, làm mọi thứ nhanh chóng chỉ bằng thao tác trên đồng hồ thôi. Ví dụ như là khi các bạn đi tập thì các bạn rất là khó cầm điện thoại ra để check được, đúng không? Hoặc là các bạn đang đi xe ngoài đường cũng vậy luôn. Thì Apple Watch là giải pháp tối ưu trong những cái trường hợp này và nó sẽ hạn chế cái việc các bạn bị giật điện thoại đó. Có rất là nhiều bạn rất là quan tâm đến sức khỏe của mình, đúng không? Thì trong trường hợp này, Apple Watch sẽ là một cái công cụ cực kỳ tuyệt vời và tiện lợi giúp các bạn có thể theo dõi sức khỏe của mình một cách hiệu quả hơn. Các dòng Apple Watch dù là dòng cao hay là dòng thấp, đa phần đều được trang bị khá là đầy đủ những cái tính năng theo dõi sức khỏe chuyên dụng như là theo dõi nhịp tim, theo dõi calories tiêu thụ nè, đếm số bước chân, theo dõi mức độ căng thẳng, theo dõi chu kỳ kinh nguyệt và cảnh báo nhịp tim bất thường. Các dòng Apple Watch cao cấp thì thường sẽ có thêm những cái tính năng như là đo SpO2 nè, đo ECG, hoặc là các dòng mới như là SE 2022 hoặc là Ultra Suy 8 thì sẽ có thêm tính năng phát hiện té ngã, phát hiện tai nạn xe và đo nhiệt độ cơ thể. Điển hình thì mình cực kỳ ấn tượng với tính năng cảnh báo nhịp tim bất thường nè. Nó sẽ giúp các bạn phát hiện được sớm những cái triệu chứng về bệnh tim mạch và nó có thể giúp các bạn điều trị được kịp thời những cái bệnh này. Hay là tính năng phát hiện té ngã, phát hiện va chạm xe thì nó sẽ giúp các bạn tự động liên lạc với những cái liên hệ khẩn cấp khi mà phát hiện bạn đang bị tai nạn và không phản hồi lại. Hoặc là đối với dòng Suy 8 thì còn sẽ có tính năng cảnh báo khi mà phát hiện tai nạn trên ô tô và nó sẽ rất là quan trọng trong quá trình theo dõi cũng như là cảnh báo cho người thân của các bạn. Và mình đã nghe qua rất là nhiều những cái trường hợp mà người ta kể rằng Apple Watch đã cứu mạng họ bằng những cái tính năng mà mình vừa liệt kê vừa rồi đó. Thì thay vì cái việc mà các bạn phải đến bệnh viện hàng tháng để mà kiểm tra sức khỏe hoặc là các bạn phải mua quá nhiều những cái thiết bị y tế khác nhau cho từng cơ quan trên cơ thể, thì tại sao các bạn không mua luôn một chiếc Apple Watch lại có đầy đủ các tính năng sức khỏe hữu dụng trên một cái thiết bị nhỏ gọn như thế này? Bên cạnh việc theo dõi sức khỏe thì làm sao có thể quên được cái việc theo dõi luyện tập? Một cái chế độ luyện tập phù hợp sẽ giúp cho cái cơ thể của các bạn trở nên khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Và đó cũng là lý do thứ năm khiến cho các bạn rất là nên mua Apple Watch. Tại vì kể từ khi ra mắt cái phiên bản đầu tiên thì Apple đã luôn tập trung và phát triển Apple Watch trở thành những cái thiết bị theo dõi sức khỏe chuyên sâu cũng như là luyện tập thông minh rồi. Apple Watch được trang bị rất là nhiều những cái tính năng luyện tập khác nhau để các bạn có thể lựa chọn và từ đó có thể theo dõi được các chỉ số khác nhau như là thời gian nè, hoạt động, tổng lượng calories tiêu thụ, nhịp tim vân vân. Và những cái chỉ số này thì được theo dõi khi mà các bạn tập luyện và nó sẽ tùy thuộc vào những cái chỉ số mà các bạn chọn nữa. Và sau khi mà theo dõi xong thì Apple Watch sẽ hiển thị những cái vòng hoạt động và các bạn có thể xem dễ dàng ở trên app. Các vòng hoạt động này sẽ là cái mục tiêu hàng ngày cho các bạn có thể duy trì được hoạt động suốt cả một ngày dài và nó sẽ trở thành một cái công cụ tuyệt vời để có thể nhắc các bạn luyện tập hoặc là có thể nhắc các bạn đứng dậy để mà đi tập nữa. Phải nói là cái hệ sinh thái của nhà Apple cực kỳ tiện lợi luôn ấy. Chỉ khi mà các bạn sử dụng hết các thiết bị của nhà Apple trong cùng lúc thì các bạn mới cảm nhận được cái sự tiện lợi của cái hệ sinh thái này. Ví dụ là các bạn đã có một chiếc MacBook rồi, các bạn đã sở hữu luôn một chiếc iPhone rồi, thì cái thiết bị thứ ba của nhà Apple các bạn nên mua tiếp theo đó chính là một chiếc Apple Watch. Đầu tiên phải nói đó là việc kết nối và đồng bộ giữa Apple Watch với các thiết bị khác của hệ sinh thái, đặc biệt là iPhone, trở nên rất là nhanh chóng. Do đó các bạn có thể dễ dàng theo dõi sức khỏe nè, thông báo trên điện thoại cũng như là trên chính chiếc đồng hồ thông minh của mình luôn. Khi mà các bạn dùng một cái hệ sinh thái như thế này thì các bạn có thể sử dụng được những cái tiện ích cực kỳ tiện lợi. Đầu tiên các bạn có thể dùng Apple Watch để mà mở khóa MacBook hoặc là mở khóa iPhone. Đặc biệt thì Apple Watch còn sở hữu cái trợ lý ảo Siri tương tự như trên iPhone và nó sẽ giúp các bạn dịch nhanh được nhiều ngôn ngữ khác nhau và giúp bạn làm được nhiều việc khác nữa như là gửi email nè, đọc tin nhắn, gọi điện thoại vân vân. Và chúng ta chỉ cần đưa ra những cái yêu cầu và Siri sẽ ngay lập tức thực hiện những cái tác vụ đó. Xài những cái thiết bị thông minh thì đầu tiên là nó phải mượt mà cái đã, thì những cái trải nghiệm mà chúng ta sử dụng mới có thể tiện lợi và tuyệt vời được. Và Apple Watch là một trong những cái thiết bị đồng hồ thông minh mượt mà nhất mà mình từng sử dụng qua. Và đây cũng là một trong những cái điểm khiến cho Apple Watch trở nên nổi bật hơn so với những cái smartwatch khác trên thị trường hiện tại. Apple Watch được chạy riêng các con chip do Apple tự sản xuất. Và khi mà mình dùng các dòng Apple Watch dù là dòng cao hay là dòng thấp thì trải nghiệm nước chạm hay là sử dụng mình nhận được đều rất là tốt. Nếu mà các bạn mua dòng cao thì đương nhiên là nó sẽ mượt mà hơn. Nhưng mà các dòng thấp như là Series 3, Series 4 hay là Series 5 đều không có điểm nào để mà chơi cả. Mình gần như là rất là ít gặp cái tình trạng máy giật lắc hoặc là đơ khi mà mình sử dụng các tác vụ thường ngày. Đặc biệt thì Apple cho ra mắt rất là nhiều mặt đồng hồ khác nhau để các bạn có thể lựa chọn. Và các bạn cũng có thể đồng bộ ảnh từ album ảnh điện thoại vào để làm hình nền cho đồng hồ nữa. Và ngoài ra thì giao diện của Apple Watch cực kỳ đẹp. Mình thấy là giao diện rất là dễ sử dụng và thân thiện với người dùng luôn. Dù là già, trẻ, lớn, bé thì cầm cái Apple Watch trên tay đều có thể sử dụng cách dễ dàng hết.
Hơn nữa thì hàng năm Apple đều cho ra mắt những cái phiên bản watchOS mới với rất là nhiều những cái cải tiến hơn những phiên bản trước. Khi mà các bạn cập nhật đồng hồ của mình lên thì sẽ sử dụng thêm được những cái tính năng mới được thêm vào, và giao diện thì ngày càng được tối ưu hơn nè, xịn sò và sang trọng hơn trước. Đặc biệt thì sắp tới watchOS 10 chính thức sắp được ra mắt với rất là nhiều những cái cải tiến mới và hiện đại hơn, giúp cho chúng ta có thể sử dụng đồng hồ được tốt và hiệu quả hơn rất nhiều. Apple Watch nó giống như một chiếc iPhone thu nhỏ vậy đó. Nhờ cái khả năng LTE mà mình đã giới thiệu với các bạn ở trên mà các bạn có thể bỏ điện thoại của mình trong khi vẫn có thể nhận được cuộc gọi điện thoại nè, gửi tin nhắn văn bản, truyền phát nhạc từ Apple Music v.v. Bên cạnh đó thì các bạn còn có thể tải thêm các app từ App Store về để mà sử dụng trên chiếc đồng hồ của mình. Apple Watch có thể dùng để mà tải các ứng dụng như là Instagram, nè, TikTok hoặc là YouTube về để các bạn có thể lướt các trang mạng xã hội này y như là trên một chiếc iPhone vậy. Và các bạn còn có thể tải thêm những cái ứng dụng theo dõi sức khỏe hoặc là luyện tập bổ trợ bên cạnh các ứng dụng có sẵn để các bạn có thể luyện tập cũng như là theo dõi sức khỏe cá nhân tốt hơn. Chắc cái lý do khiến cho các bạn e ngại việc mua thêm một chiếc Apple Watch là vì mức giá đúng không? Các bạn sẽ nghĩ là một chiếc iPhone có thể giúp các bạn làm gần như là được hết các tác vụ và các bạn sẽ không cần phải bỏ thêm một cái số tiền ra để mà mua thêm cho mình một chiếc Apple Watch nữa. Tuy nhiên Apple Watch lại có thể cung cấp các tính năng và trải nghiệm mà chỉ một chiếc smartwatch mới có thể mang lại cho các bạn. Sự tiện lợi của Apple Watch như mình nói ở trên là không phải bàn, nó tiện hơn sử dụng iPhone nhiều lần trong nhiều trường hợp khác nhau. Không kể các dòng cao cấp như là Series 8 Ultra, Series 6 là Series 7 thì các dòng còn lại mình thấy đều khá là rẻ. Điển hình như là chiếc Apple Watch SE 2022 nè, một chiếc Apple Watch siêu ngon, đầy đủ tính năng, thiết kế đẹp mà giá chỉ có dao động từ 5, 6 đến 7, 8 triệu thôi. Còn các dòng thấp hơn như là SE 2020, Series 4 hay là Series 3 thì đều có mức giá rất là rẻ ở thời điểm hiện tại. Và các bạn còn có thể dễ dàng mua được các phiên bản cũ đã qua sử dụng ở nhiều nơi để có thể tiết kiệm được chi phí hơn. Và đó là tổng cộng 9 lý do khiến cho mình cảm thấy Apple Watch là một cái công cụ cực kỳ tuyệt vời, giúp ích cho các bạn rất là nhiều trong cái cuộc sống hàng ngày. Và các bạn đã quyết định được là có nên mua thêm cho mình một chiếc Apple Watch hay chưa? Comment bên dưới cho mình biết với nha. Hiện tại thì Thế Giới Động đang có kinh doanh rất là nhiều mẫu Apple Watch từ thấp tới cao, và đặc biệt là có những cái dòng cũ để các bạn có thể tham khảo. Mình thấy là cái mức giá cực kỳ phải chăng luôn ấy. Đừng quên nhấn like, share, subscribe và nhấn thông báo ủng hộ video tiếp theo của mình nha. Bây giờ thì bye bye.